Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn lô hồ điệp Đài Loan, cây cát ngồng rất là đẹp. Và đặc biệt lô này có rất là nhiều màu sắc khác nhau nhé. Hôm nay Sóc Cò sẽ lựa được rất là nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm là cây trắng V3, cây vàng, cây màu hồng, cây trắng lưỡi đỏ, cây tím đột biến. Và trong này nữa có là cây màu chớp, có cả chớp kim cương. Có nghĩa là trong lô chớp này là mình sẽ được hai màu, một là tím chớp đột biến, hai là chớp kim cương. Và ngoài ra có vài bao loại chớp khác nhau nữa, rất là nhiều màu sắc khác nhau. 2, 4, 6. Trong lô này thì có tất cả là chuẩn được 6 màu, bao gồm hai chớp à, một trắng lưỡi đỏ, một màu hồng, một màu vàng và trắng V3. Tất cả những cây này các bạn trồng thì Tết sẽ cho ra bông nhé. Thường thường thì mình trồng độ là 3 tháng là sẽ cho ra bông rồi. Thì Tết thì khoảng được 4-5 tháng nữa thì cây quá là khỏe mạnh để cho ra bông. Đằng sau là toàn là hàng Đài Loan, cây cát ngồng Sóc Cò đã trồng. Mặt bông rất là đẹp. Đây màu hồng, đây là trắng V3. Cây trắng V3 là mình ghép hai cây vào một chậu rồi. Hiện tại đang ra 4 ngồng, rất là đẹp. Đấy, bướm lượn đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng cây một nhé. Đây là cây trắng V3, hiện tại bên mình đang bán theo combo là 5 cây, 5 màu, là giá là 325.000, 5 màu khác nhau, hàng Đài Loan. Trắng V3 là cây này này, rất là dễ sống các bạn nhé. Trắng với vàng, các bạn có thể là ghép 2-3 cây vào một chậu cũng được. Trắng V3, một trong những màu rất là phổ biến và rất là khỏe mạnh, dễ trồng. Màu thứ hai đó chính là cây màu vàng. Vàng hôm nay thì có một cái cây màu vàng là màu vàng à, vàng 1357, là một giọng vàng rất là đẹp, lưỡi màu đỏ nha các bạn nhé, bông to, lưỡi đỏ, cây vàng rất là đẹp, dễ xanh nha các bạn này, đầu dễ xanh, rất là khỏe mạnh. Hai màu rồi, màu thứ ba đó chính là cây màu hồng. Hồng này là hồng Anna các bạn nhé. Đây là hồng Anna, hồng Anna lá nó hơi nhỏ chút xíu, lá hồng Anna sẽ nhỏ hơn so với những màu khác. Mình sẽ viết chữ H lên trên lá nha các bạn. Rất là đẹp. Ba màu rồi, màu thứ tư đó chính là cây trắng lưỡi đỏ ạ. Mình sẽ viết chữ TD. Lô này rất là nhiều màu sắc. Hôm nay có nhiều màu đặc biệt lắm các bạn. Trắng lưỡi đỏ, một trong những dòng lan rất là dễ trồng, màu sáng. Mình rất là thích cây màu trắng lưỡi đỏ. Màu thứ năm đó chính là cây tím đột biến. Mình sẽ viết chữ TDB, tức là viết tắt của từ tím đột biến. Lá to à. Mặt bông mình sẽ để trên màn hình. Hôm nay lô này về rất là nhiều cây đột biến, chia sẻ với các bạn, rất là đẹp. Tím đột biến này, tím đột biến này. Đó, cây rất là khỏe mạnh. Và màu thứ 6 đó chính là cây, đây là cây đột biến này này. Đột biến này, đột biến pha lê các bạn nhé. Trong lô đột biến pha lê này còn có cả một vài loại đột biến khác nữa, nó để lộn xộn tùn mâm từ lưa. Nhưng mà ít nhất là mình cũng sẽ lựa được cho các bạn là 6 cây 6 màu, bao gồm là trắng V3. Màu thứ hai là màu vàng 1357. Màu thứ ba đó chính là màu hồng, màu thứ tư là trắng lưỡi đỏ. Màu thứ năm đó chính là tím đột biến. Màu thứ sáu đó chính là cây chớp pha lê. Và còn khoảng 2 màu nữa để lộn xộn là 8 màu. Lô này rất là nhiều màu sắc, rất đẹp. Rễ xanh nè, đột biến nè, đó, đột biến này các bạn này, rất là đẹp. Rễ xanh này, lá này. Tất nhiên là những cây này là hàng này, hàng cắt ngồng nên vì vậy mà sẽ không thể tránh được những lối lá rất là nhẹ, những lối lá cơ bản. Còn những cây cắt ngồng nó lối nhẹ các bạn nhé, lối nhẹ đây này là không tránh được. Nhưng mà mình sẽ cố lựa cho các bạn là những cây dễ xanh như này này, để các bạn về trồng rất là dễ dàng. Nhanh thì khoảng độ là 3 tháng. Còn đâu nào không thì thường thường là Tết Nguyên Đán là 4-5 tháng nữa các em sẽ cho ra bông. Đây hiện tại là có một vài màu đang này lác đác ra màu. Đây là cây vàng, vàng này vàng 2035. Đang đi phân nhánh các bạn này, và ra hai ngồng luôn này. Bên này cây màu hồng này, rất đẹp. Đang phân nhánh. Hàng Đài Loan, tại sao mình hay chia sẻ hàng Đài Loan? Bởi vì rằng là ngày trước mình không có kinh nghiệm lắm, mình mua phải những cái cây như hàng như là hàng Trung Quốc ấy, hay là hàng Việt Nam, thì các em ấy giá tiền rẻ hơn thì trồng rất là khó, chết rất là nhiều. Và sau một thời gian tìm hiểu thì mình thấy cây hồ điệp Đài Loan, cây nó mắc tiền hơn chút xíu, nhưng mà chúng ta trồng á thì lại sống rất là cao, cánh dày, cánh dày. Và các em ấy phân nhánh rất là khỏe mạnh. Đằng sau các bạn thấy này, là hai ngồng này, cây màu hồng này,
Đó, cây này ra đang hai ngầu tiếp này. Các bạn thấy đó, tất cả đều là hàng Đài Loan mình trồng á. Rất là khỏe mạnh. Các bạn mua combo 5 cây, 5 màu là giá 325.000. Còn đâu là trong lô này thì có thể là mình lựa maximum được khoảng là 8 màu. 8 màu thì có 6 màu chuẩn. 2 màu lộn xộn. Đây các bạn thấy không? Cây hồ điệp Đài Loan cánh rất là dày, sáng, lô tàn, khỏe mạnh, trồng tỷ lệ sống cao hơn rất là nhiều. Lô này thì shop cò khá là ưng bởi vì rằng là có rất là nhiều màu mới lạ và đặc biệt cây rất là khỏe mạnh. Bạn nào mà chưa có những cây hồ điệp Đài Loan này chúng ta sưu tầm trồng từ bây giờ đến Tết thì các em sẽ đón Tết 2024 cây. Chứ chúng ta đợi đến Tết chúng ta mua hàng thì nó rất là mắc tiền. Và đặc biệt là những cây hồ điệp này các bạn trồng nó ra bông nó sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều. Chứ đâu chúng ta mua hàng, mua thì ai cũng mua được, nhưng mà để trồng thì đâu phải ai cũng trồng được. Cây lan nó ra bông nó ý nghĩa là nó khi là chúng ta chăm sóc vườn hiện tại đang khá là nhiều màu sắc. Chỉ có giá 65.000 mà thôi. Rất là đẹp, nhiều màu sắc. Mình xin điểm danh lại màu sắc. Hôm nay bên mình về có là trắng V3, vàng 1357, hồng Anna, trắng đế đỏ, tím đột biến và chớp pha lê, 6 màu. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Shop Cò TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.